Phòng quà tiết kiệm xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuộn băng dính đóng hàng dán thùng siêu tiết kiệm, siêu dai, trọng lượng 1 kg. Cuộn băng dính có trọng lượng 1 kg, các bạn nhìn này, so với tay tôi này, một gần một gang tay này. Đấy. Có lõi nhựa một cân này là lõi nhựa 3 mm, siêu mỏng. Đây là lốc 6 cuộn. Anh chị em có thể theo dõi cái lốc 6 cuộn này. 6 cuộn này tương đương với là 6 kg, 1 cuộn, 2 cuộn, 3 cuộn, 4 cuộn, 5 cuộn, 6 cuộn, và tôi có thể đặt lên cân để cho các vị quý vị xem này. Đấy, 6 kg tương đương với 6 kg, cuộn 1 cân và lõi nhựa siêu mỏng. Anh chị em có nhu cầu đặt mua băng dính đóng hàng dán thùng màu nâu đục, trọng lượng cuộn 1 kg, thì hãy liên hệ với đongquatietkiem.vn để được báo giá tốt nhất ngày hôm nay thông qua tổng đài 0839575757. Tôi xin nhắc lại là tổng đài của đongquatietkiem.vn 0839575757. Chúng tôi luôn có băng dính chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất thị trường, sẵn hàng có thể giao ngay. Xin cảm ơn.